Cũng là một loạt các cái cây quế son ở trong chậu nhé. Có hai loại, một loại là bầu này, bé xíu này, và một loại là cái chậu mà là thân chi như thế này. Các cây ở đây thì thoát thân khoảng tầm 40 đến 50 cm nhé. Cái cây mà bạn đang nhìn là cao 1m2, 1m3, tán của nó là 1m và trồng trong chậu lục giác. Chiều dài của một cạnh của chậu lục giác là 40 cm bạn nhá. Đó, ngoài ra còn có rất nhiều các cái cây khác cũng tương đồng như vậy. Các bạn có nhu cầu mua các cây hồng quế son mà chậu bé như thế này thì vui lòng liên hệ nhá. 0977973535 bạn nhá. Ngoài các cái hàng bạn lại đang lên chậu và chỉnh sửa tán rất là đẹp, đẹp như dày dặn như thế này thì nhà mình còn có các cái loại ở trong bầu khác. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nha. 0977973535 bạn nhé.